cái ông dân biểu bên Cộng Hòa lúc đầu chúng tôi có nói cái tựa đề đó, tức là ông Mike Johnson, quý vị, một người bảo thủ, cũng cái hướng mà nếu mà nói theo những người ủng hộ ông Trump, đây là một người MAGA đó, chính thực đó, đích thực, chứ còn có những cái tay nó rhino, nó giả dạng thôi. Thì ông này có kinh nghiệm và cũng có cái bằng cấp hồi nãy tôi trình bày đó, ông ta về luật hiến pháp. Thành ra ông ta làm cái công việc này có lẽ rất thích hợp. Và ông ta cũng được nhiều cảm tình và cái đường hướng khá giống với ông Trump. Hạ viện mới đây bầu dân biểu Cộng Hòa là Mike Johnson, là một người bảo thủ. Mặc dù trước đây chưa có kinh nghiệm lãnh đạo nhiều, tuy nhiên ông ta đã được bầu vào cái chức Chủ tịch Hạ viện ngày 25 tháng 10, sau 3 tuần đầy biến động, khiến cho Hạ viện thiếu người lèo lái có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện tại ở Trung Đông, hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cơ bản nào cơ quan này. Chúng ta cũng hiểu là cơ quan Hạ viện là cái quan trọng, là vì nó có quyền, nó nắm hầu bao, nắm tiền bạc, ngân sách, bất cứ cái gì muốn thông qua là phải qua cái Hạ viện, nếu nó không đồng ý là không làm gì được hết. Thành thử là cái chức vụ này nó quan trọng lắm, nó dính đó, nó dính ngay cả bây giờ cuộc chiến này, bây giờ cần này. Hai cuộc chiến Trung Đông và Đông Âu tức là Ukraine đó, thì bây giờ cũng phải có cái sự chấp thuận của Hạ viện. Thành ra người ta cần ông này để chấm dứt cái khủng hoảng của cái Hạ viện này suốt mấy tuần vừa rồi, quý vị. Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 220 phiếu thuận, 209 chống đã đưa ông Johnson được lên vị trí lãnh đạo bị bỏ trống kể từ khi ông Kevin McCarthy đã bị một nhóm nhỏ các thành viên Cộng Hòa lật đổ vào ngày 3 tháng 10. Chủ tịch Hạ viện 51 tuổi, ông Johnson nói ngay sau khi ông giành được cái quyền cầm chiếc búa của Chủ tịch Hạ viện, như quý vị đã biết, ông ta nói là chúng ta muốn các đồng minh trên khắp thế giới biết rằng cơ quan lập pháp đang nhận nhiệm vụ của chúng ta. Ý chúng ta nói là cơ quan lập pháp Hoa Kỳ đã bây giờ bắt đầu có người rồi, bắt đầu vào công việc đó, tức là không có bị đình trệ như mấy tuần vừa rồi. Ông nói rằng ông sẽ sớm kêu gọi ban hành luật để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel, một quốc gia đã tăng cường ném bom vào Gaza sau khi các phần tử hiếu chiến Hamas đột ngột thực hiện vụ tấn công giết người, bắt cóc xuyên biên giới hồi đầu tháng. Trong một lá thư gửi các đồng nghiệp, ông Johnson cũng cam kết sẽ thúc đẩy vấn đề chi tiêu quá hạn và đảm bảo rằng chính quyền Hoa Kỳ không đóng cửa khi nguồn tài trợ hết hạn vào ngày 17 tháng 11 sắp tới. Ông cũng sẽ phải đáp ứng yêu cầu chi 106 tỷ đô la của Tổng thống Dân chủ là Biden để viện trợ Israel, Ukraine và vấn đề an ninh biên giới, trong khi Đảng Cộng Hòa của ông ủng hộ rộng rãi việc tài trợ cho Israel và biên giới Hoa Kỳ. Họ lại bị chia rẽ về vấn đề có tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không. Đó cũng là một cái bây giờ Ukraine đang nằm trong tình trạng nghĩa là chờ trực đó. Có thể là cái chủ tịch Hạ viện mới này, ông cứng rắn, ông sẽ không cho bên ông Biden chi nhiều quá, thì là cũng trở ngại cho bên Ukraine. Thành ra là tin vui hay tin buồn là tùy theo. Giờ Ukraine đang hồi hộp chờ đợi đây. Chứ còn ông Biden thì ông cứ hứa ông chiều ào thôi, ông đâu quan tâm. Vì sau rồi, khi gã đi rồi là phủi tay, hết, tôi xong. Resume tôi đã một lần tổng thống, một nhiệm kỳ cũng được nữa, cũng là hãnh diện rồi. Tổng thống Hoa Kỳ là tốt đỉnh rồi. Còn chức nào hơn nữa, trên cái cuộc đời này nữa, tốt đỉnh danh vọng rồi. Và ông ta còn hãnh diện, ông ta đi, tôi đi theo lớp lang. Có nghĩa là gì? Tôi từ dưới thượng sĩ tôi lên, từ từ tôi lên phó tổng thống, rồi tôi mới lên tổng thống. À, tôi đi chính đúng trình tự nha. Còn quý vị khi đi ngang thẳng lên tổng thống, ý nói là ông ta đi đúng cho ông ta hiểu biết nhiều hơn, mặc dù ông chả ăn thua gì, nhưng mà đó là cái điều ông ta lấy làm hãnh diện đó. Ông ta đã có lần tuyên bố đi từ chức nhỏ nhất lên tới tổ đỉnh do cái may mắn cái năm đó đổ phiếu lung tung ấy, chứ còn bình thường ông ta làm sao mà có tới hơn 80 triệu ủng hộ ông ta trong cái bầu cử đó, quý vị. Đó là lý do tại sao mà phía ủng hộ ông Trump vẫn còn cảm thấy nghĩa là có những cái ức hiếp về vấn đề đó.